Mua nick liên quân, Free Fire, PUBG siêu bài giá rẻ, truy cập ngay funnygame.vn. PUBG PC đang lụi tàn dần, nguy cơ trở thành nick game. Ok, chào anh em là Tội Tinh Tế, và như anh em đã biết thì PUBG PC là một tựa game sinh tồn cực kỳ hot trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên có một thực tế hơi đáng buồn mà không nhiều người để ý. Đó là gần đây có một báo cáo cách đây khoảng tầm là một tháng thì cho biết là số lượng người chơi trực tuyến trong một ngày của tựa game PUBG PC đang giảm cực kỳ thấp. Nó chỉ còn khoảng tầm hơn 500.000 người trên toàn thế giới, tức là thấp hơn rất nhiều so với mức là 3 triệu người trước đây. Nó đã giảm xuống 1/6 và vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại, vẫn có thể giảm nữa. Điều đó cho thấy nếu không có sự điều chỉnh thì rất có thể trong tương lai thì PUBG PC có nguy cơ sẽ trở thành nick game. Và trong video ngày hôm nay hãy cùng Tội Tinh Tế phân tích 3 lý do vì sao mà tựa game này hoàn toàn có thể trở thành nick game nhé. Cái lý do đầu tiên khiến cho PUBG PC nó hoàn toàn có thể biến mất khỏi bản đồ game trên thế giới, đó chính là việc PUBG lười cập nhật và nó chỉ còn là cái bóng của chính mình. Kể từ khi mà sau khi chia tay cha đẻ của tựa game PUBG PC đó là Brandon Green, đúng không? Thì cái bộ phận sáng tạo của Battleground gần như là như rắn mất đầu. Và khi mà những thay đổi, những cái cập nhật của PUBG PC họ chỉ nhắm đến là gì? Đó là hiệu ứng, là trang phục, là thêm một vài cái event, một vài cái tính năng mới, chứ không có sự thay đổi về gameplay. Và PUBG thì nó vẫn gần như là không có sự thay đổi đáng kể nào so với những ngày đầu tiên. Có chăng nó chỉ có thêm cái việc đó là Ranger Remake, Ranger 2.0 đúng không? Ngoài ra những cái thông tin về bản đồ mới vì Candy không có đúng không? Những cái vũ khí mà game thủ chờ đợi cũng không xuất hiện này. Hai sự thay đổi về gameplay, về lối chơi nó cũng không có nhiều. Và rõ ràng khi mà một cái thị trường game nó liên tục cập nhật như vậy, còn PUBG PC vẫn đang đứng yên một chỗ dậm chân tại chỗ, họ không có quá nhiều sự thay đổi thì rõ ràng những cái tựa game khác hoàn toàn có thể lật đổ vị thế thống trị của PUBG PC. Và điều này thì chắc chắn là lâu ngày nó sẽ khiến cho nhiều người nhàm chán và nó đơn thuần chỉ là một cái trò chơi loot đồ, chạy vo và bắn súng. Cái nguyên nhân thứ hai khiến cho PUBG PC hoàn toàn có thể trở thành nick game đó chính là nạn hack cheat cực kỳ nhiều và nó rất là tràn lan. Nhìn qua một chút người anh em song sinh vì nó là PUBG Mobile thì tôi không cần phải nói đúng không? Nó quá là khủng khiếp rồi. Tuy nhiên không phải vì điều đó mà anh em thấy PUBG PC ít hack đâu. Một cái thực tế mà các bạn để ý là có rất nhiều streamer lớn tại Việt Nam họ đã bỏ PUBG PC ít chơi, như kiểu là đội Missy hay là Virus hay là rất nhiều game thủ PUBG PC khác, streamer khác họ bỏ cái tựa game này. Đơn giản là vì hack quá nhiều, vào trận nào cũng gặp hack. Và cái tình trạng hack cheat này nó diễn ra vô cùng là khủng khiếp. Hack one hit có này, nhìn xuyên tường có này, chạy nhanh có này, xe bay auto headshot rồi một viên chết luôn, rồi là hack đủ thì loại hack trên đời đúng không? Và rõ ràng khi một game thủ họ bỏ ra 340.000 để tải cái tựa game này về, mua cái tựa game này về, nhưng khi vào chơi nó lại không đủ mạnh mẽ, không đủ thuyết phục để giữ chân họ lại, và những cái sự ức chế trong quá trình chơi game thì chắc chắn là kiểu gì người ta cũng bỏ game đúng không? Nhìn qua thì chúng ta thấy là Bluehole đã có một số động thái cũng tương đối mạnh mẽ để giảm thiểu số lượng hack cheat. Tuy nhiên thì những cái biện pháp này nó vẫn chưa đủ, những cái chế tài này nó vẫn chưa đủ và cái nạn hack cheat nó vẫn tràn lan. Game update thì hack nó cũng update và mình vẫn chưa thấy có sự thay đổi nào, tức là chưa thấy có sự là hack nó giảm xuống. Và rõ ràng một cái tựa game mà để cái nạn hack cheat nó tràn lan như vậy thì chắc chắn nó không thể phát triển, vừa không thể phát triển và vừa tương lai thì người chơi sẽ dần bỏ game, hack nhiều quá kiểu gì cũng sẽ bỏ game và PUBG PC hoàn toàn có thể trở thành nick game. Cái nguyên nhân thứ ba khiến cho PUBG PC có thể trở thành nick game, một cái tựa game chết và biến mất khỏi bản đồ game trên thế giới, đó chính là sự trỗi dậy quá mạnh mẽ của những người anh em song sinh của nó là PUBG Mobile và PUBG Live. Nói sâu qua một chút về PUBG Live thì đây là một tựa game bản rút gọn của PUBG PC, từ khoảng 30 mấy GB bây giờ giảm xuống chỉ còn là 4 GB mà thôi. Trước đây thì cái phiên bản đầu tiên nó có tên là PUBG Projectile đúng không? Thì nó được lấy cái đồ họa của PUBG Mobile và nó làm lên, nó thay đổi cái đồ họa một chút để giống với PUBG PC. Nó nặng khoảng tầm 4 GB. Với PUBG PC các bạn phải bao nhiêu? Không chơi miễn phí đúng không? Các bạn phải có một cái cấu hình thật là mạnh này, một cái máy tính 15-20 triệu trở lên. Chưa kể các bạn phải bỏ ra 340.000 để mua cái tựa game này trên Steam về thì các bạn mới có thể chơi được đúng không? Còn với PUBG Live thì sao? Thứ nhất là nó miễn phí đúng không? Hiện tại PUBG Live đang phát hành tại 52 quốc gia trên toàn thế giới. Đáng tiếc là vẫn chưa có Việt Nam, tại Việt Nam đang bị chặn IP. Đó, tuy nhiên thì trong thời gian sắp tới cái số lượng quốc gia được phát hành miễn phí nó sẽ càng tăng lên. Cái thứ hai nữa, cái cấu hình máy tính để các bạn chơi PUBG Live trên máy tính nó rất là nhẹ. Một cái tựa game 4GB thì các bạn hoàn toàn có thể dùng một cái PC chỉ khoảng tầm 5 triệu đồng, tức là khoảng tầm 1/3 cái PC để chơi PUBG PC. Thì bây giờ các bạn đã có thể chơi PUBG Live được rồi. Tức là cái sự thuận tiện trong việc là các bạn sẽ không phải mua mà nó miễn phí. Và cái thứ hai là nó không yêu cầu đòi hỏi cấu hình quá cao, thì rõ ràng là một số lượng người chơi
họ có nhu cầu, họ thích cái tựa game PUBG PC nhưng họ không có đầy đủ điều kiện thì chắc chắn là họ sẽ chọn PUBG Lite, một cái lựa chọn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Còn đối với PUBG Mobile thì sao? PUBG Corporation họ đã bán 8,5% cổ phần cho Bluehole, cho Tencent, và Tencent đã bắt cái tựa game là PUBG Mobile Lite. Và anh em cũng biết rồi, hiện tại có hàng chục, hàng trăm triệu lượt tải về PUBG Mobile trên toàn thế giới. Điều đó cho thấy là cái sức hút khổng lồ của tựa game trên di động này. Nó vẫn là cái lối chơi sinh tồn, cũng là bắn súng, cũng là chạy bo đúng không? Nhưng mà các bạn sao, không cần một cái PC 20 triệu, các bạn chỉ cần một chiếc smartphone từ 3 đến 4 triệu đồng là các bạn đã có thể chơi được cái tựa game sinh tồn này rồi. Bên cạnh đó nữa, chúng ta không cần phải là ngồi ở nhà, ngồi trên cái máy tính đúng không? Ở nhà chơi được, ra cà phê chơi được, lên trường học chơi được, vào quán bar chơi được, đi toilet các bạn cũng chơi game được. Chính là cái sự thuận tiện của cái tựa game là PUBG Mobile Live, nó cũng thu hút một lượng lớn rất là nhiều người. Tại sao tôi phải ngồi một chỗ để chơi PUBG PC, trong khi đó tôi có thể đi mọi nơi đều có thể chơi PUBG Mobile với một chiếc smartphone như này đúng không? Đấy. Và đó là ba nguyên nhân chính khiến cho việc là PUBG PC mặc dù nó vẫn đang ở cái đỉnh cao phong độ, nhưng mà rất có thể trong tương lai nếu không chịu thay đổi, không chịu bắt kịp xu hướng thì rất có thể là PUBG PC hoàn toàn có thể trở thành dead game, một cái tựa game chết và biến mất khỏi cái bản đồ game của thế giới. Không ai đảm bảo rằng là trong tương lai khoảng tầm 2-3 năm nữa thì cái lối chơi sinh tồn, game sinh tồn Battle Royale nó vẫn phát triển đúng không? Có thể là sẽ có một cái chế độ chơi mới như là Auto Chess hay là một cái thể loại game mới nó trỗi dậy đúng không? Thì hoàn toàn có thể cạnh tranh ngôi vương với PUBG PC. Và mình cũng hy vọng rằng thì PUBG họ sẽ có những cái thay đổi để phù hợp hơn với thị hiếu của người tiêu dùng, cũng như là sẽ có cái biện pháp mạnh tay để hạn chế nạn hack cheat và giữ lại người chơi. Và chúc các bạn sẽ có những giờ phút thư giãn thật vui vẻ với PUBG PC cũng như là PUBG Mobile. Xin chào. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Toại Tinh Tế và theo dõi các thông tin game mới nhất nhé.